Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube về Tim. Nên mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc micro có mã sản phẩm là F500TL. Với sản phẩm này thì chúng ta sẽ có hỗ trợ là chơi độc lập khi không cần phải sử dụng đến sound card, cũng như là có thể chơi với những chiếc loa không hỗ trợ microphone vẫn có thể là hát karaoke trên chiếc loa này. Vậy sản phẩm này có điều gì hay và đặc biệt hơn nữa và cách sử dụng nhạc thì chúng ta sẽ cùng nhìn chi tiết nhé. Ok, ở đây thì mình sẽ đi vào một nhanh sản phẩm micro F500TL. Với sản phẩm này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những phụ kiện hay ho ở bên trong đây. Đầu tiên có thể kể đến thì chúng ta sẽ có một chiếc màng lọc mic này. Tiếp đó sẽ có một quyển sách hướng dẫn chi tiết các bạn cách kết nối và sử dụng. Với quyển sách hướng dẫn này thì chúng ta sẽ có hai thứ tiếng nhé. Tiếp đến thì sẽ có một dây kết nối và đầu jack cắm thì chúng ta sẽ có là 5 pin này. Sẽ có jack kết nối là 3.5mm với 3 khớp và jack cấp nguồn là USB 2.0. Tiếp đó sẽ được tặng kèm một chiếc jack gỗ. Giá để có thể là đỡ mic này và chân giá đỡ để các bạn để mic nha. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có chiếc micro có mã là MK F500TL. Với phiên bản này thì chúng ta sẽ có màu vàng cực kỳ là đẹp. Ở đây thì mình sẽ đi vào hướng dẫn các bạn cách sử dụng chiếc micro này với chiếc loa mà không hỗ trợ micro để hát karaoke nhá. Với chiếc loa này thì hoàn toàn là không có hỗ trợ hát karaoke khi không có micro. Đây thì chúng ta với jack kết nối ở trên loa này thì chúng ta sẽ chỉ có là jack USB này và jack AUX thôi. Đó. Ở đây thì mình sẽ cắm kết nối như sau. Thì các bạn sẽ cắm cấp nguồn cho micro F500TL này. Với chiếc loa này thì có hỗ trợ là USB, cổng USB rồi, thì chúng ta sẽ cắm luôn vào. Cũng có thể cấp nguồn cho thiết bị mic này nha. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ cần một chiếc jack kết nối là hai đầu 3.5mm có hỗ trợ là 3 khớp. Đây, chúng ta sẽ cắm một đầu sẽ vào jack của tai nghe trên mic nha. Đó rồi, ok. Và jack còn lại thì chúng ta sẽ cắm với cổng AUX ở trên loa. Đó. Và đây, với chiếc mic này thì chúng ta có thể là tăng giảm echo cũng như âm lượng mic ngay trên chiếc micro này. Đây các bạn thì nghe thấy mình nói nè. Alo. Alo, 1 2 3 4. Đó. Với chiếc mic này thì chúng ta sẽ nói nhá, nói ở cái chỗ tầm ngang của mic thì nó sẽ to rõ. Và chúng ta không nên để mic như thế này. Hát ở phần trên ấy, thì âm nó sẽ không tốt bằng nhá. Alo. Alo, 1 2 3 4. Alo. 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 1 2 alo alo. Đó rồi, ok. Và chúng ta muốn hát karaoke thì chúng ta sẽ cấp nhạc như thế nào? Thì đây thì chúng ta sẽ có đầu còn lại nhá. Đầu còn lại này. Đây sẽ là jack. Đầu jack kết nối của micro này. Đấy. Thì chúng ta sẽ cắm kết nối với điện thoại. Ở đây thì chúng ta sẽ cần một chiếc điện thoại hoặc là máy tính nhá để có thể là cấp nhạc. Đây, rất là ngon. Đó. Rồi, ok, chúng ta sẽ mở thử một đoạn karaoke nhá. Sẽ nằm trong đêm quấn xa dần biết đâu tìm. Mưa thu bay bay sẵn sẽ làm ngứt vai mềm. Hoàng hôn dần sương mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành. Đem yêu thương đi đến nơi nào chẳng đôi mình. Đường bao nhịp nói,
tình trăm nghìn mối trong theo một bóng nghìn. Rất là ok nha các bạn nhá. Đấy, đây là mình chỉ test qua cho các bạn thôi nhá. Đấy, rất là ok đúng không? Đây các bạn có thể là tăng âm lượng của loa thì các bạn sẽ bấm tăng giảm đây, rất là ok. Cũng như có thể là tăng giảm âm lượng mic như echo ngay trên chiếc micro này. À, rất là ngon. Hello. Hello. 1 2 3 4. Hello. Đó. À, chúng ta sẽ để khoảng cách xa hơn ấy, thì chúng ta sẽ nói tốt hơn. À, thì nó sẽ không bị hút nha các bạn nhá. Hello. Hello. 1 2 À, rồi ok. Và chúng ta muốn hát live stream thì sao? Với sản phẩm micro này thì cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn hát live stream nha. Và chúng ta sẽ có một chiếc giác hộp này đi kèm đúng không? Và chúng ta sẽ xử lý như sau. Với chiếc giác hộp ấy thì chúng ta sẽ có thể là ở đây với chiếc giác hộp nha, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng này. Với chiếc giác này thì các bạn muốn hát để các bạn nghe, khi hát karaoke chỉ là một mình nghe thôi ấy, thì nó sẽ cắm kết nối như cắm liên kết với chiếc loa này thôi, thì các bạn có thể sử dụng dễ dàng. Thì chúng ta sẽ cắm giác tai nghe này, một giác tai nghe nha, thì chúng ta sẽ cắm vào giác tai nghe ở trên mic này đó. Và đây thì chúng ta sẽ cắm tai nghe vào đây thôi. Còn cắm nhạc thì chúng ta vẫn sẽ cắm jack 3.5 của micro thì vào một chiếc điện thoại hay là thiết bị khác để có thể cấp nhạc. Và đây USB thì chúng ta sẽ cấp nguồn nhá. Đó. Như vậy thôi. Và chúng ta muốn hát live stream ấy cũng có thể sử dụng jack này để có thể live stream nhà thu âm này. Thì chúng ta sẽ cắm cho mình là cái jack màu đỏ nha. Thì giáp mic này chúng ta sẽ cắm vào đây này. Đó rồi ok. Và tiếp đến thì giáp đây thì chúng ta sẽ cắm là giáp 3.5mm nha. Giáp 3.5mm với 3 khớp, 2 đầu nha, 2 đầu 3.5mm, 2 đầu 3 khớp đấy. Thì chúng ta sẽ cắm vào điện thoại để có thể live stream. Đó. Và giáp màu đen theo micro thì chúng ta sẽ cấp nhạc. Đó, rất là tiện lợi đúng không? Nhưng mà sẽ có một hạn chế khi mà chúng ta sử dụng chiếc giác hộp này. Thì chúng ta sẽ không thể nào mà hát cũng như là vừa hát vừa kiểm âm với giác hộp này được. Và chúng ta sẽ phải sử dụng nha. Nếu các bạn muốn sử dụng vừa hát live stream ấy, thu âm mà các bạn vẫn có thể là kiểm âm được, thì chúng ta sẽ phải sử dụng với bộ chuyển đổi âm thanh là XOX ở đây. Đó. Và bộ chuyển đổi âm thanh XOX này thì chúng ta sẽ cắm kết nối nha. Thì đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Đây. Với bộ chuyển đổi âm thanh XOX này thì chúng ta sẽ kết nối như sau. Chúng ta sẽ cắm cho mình này jack nhá. Jack thì chúng ta sẽ có một dây là hai đầu 3.5mm, hai khắc này thì chúng ta sẽ cắm kết nối vào jack tai nghe ở trên micro này. Đó, chúng ta sẽ cắm vào đây này. Đó, được chưa? Và đầu còn lại thì chúng ta sẽ cắm vào phần line in. Đấy. Và tiếp đó thì chúng ta sẽ có cọng dây là 3.5mm, hai đầu 3.5mm với 3 khớp. Rồi ok, thì chúng ta sẽ cắm lên trên đầu này. Đó. Và đầu còn lại thì chúng ta sẽ cắm với thiết bị điện thoại để có thể live stream nhá. Và chúng ta có thể là cắm tai nghe này. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể là cắm tai nghe nhá. Đó. Để có thể kiểm âm thì chúng ta sẽ cắm vào đây ở bên sườn. Đó, rồi ok. Và khi các bạn muốn sử dụng để live stream nhé, thì các bạn sẽ nhấn cho mình gạt công tắc này sang bên đây. Và công tắc ở bên dưới thì chúng ta sẽ gạt với chiều ngược lại. Vậy là các bạn có thể là
hát live stream, vừa hát live stream vừa có thể là kiểm âm trên trên tai nghe này rồi. Đó, cực kỳ là ngon. Với sản phẩm micro này thì sẽ cực kỳ là ngon khi có hỗ trợ là được tặng kèm luôn là cái chân giá để các bạn có thể để trên bàn hát cực kỳ tiện lợi. Chúng ta có thể sử dụng thêm một cách kết nối nữa thì chúng ta sẽ kết nối với PC và laptop để sử dụng chiếc mic này. Đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Với sản phẩm micro này thì chúng ta sẽ cắm cấp nguồn cho mic này, thì chúng ta sẽ cắm cổng USB này 2.0 vào cổng USB trên laptop hoặc là PC này. Và đây, rắc còn lại đây thì chúng ta sẽ cắm như sau. Chúng ta sẽ sử dụng rắc gộp nhá. Đây, chúng ta sẽ cắm như này. Đó. Và hai đầu còn lại này có khắc nhá, hình tai nghe cũng như hình mic này. Các bạn sẽ cắm cho mình màu đỏ nhá, thì sẽ vào rắc mic ở trên PC hoặc laptop này. Và móc rắc màu xanh thì cũng sẽ cắm cho mình với rắc tai nghe ở trên PC và laptop để có thể là cấp quyền để có thể là cho chúng ta sử dụng micro này cũng như là cấp nhạc cho sản phẩm này. Và sử dụng ở trên PC laptop thì nó sẽ sử dụng cực kỳ ngon với chiếc mic này. Các bạn có thể là hỗ trợ live stream với phần mềm live stream và chúng ta có thể là sử dụng chiếc mic này luôn nha. Khi ở bên trong sẽ hỗ trợ cho chúng ta là chọn đường âm thanh. Đó, cực kỳ ngon. Với sản phẩm này thì như mình vừa hướng dẫn các bạn thì nó sẽ có rất là nhiều những cách để có thể là kết nối sử dụng chiếc micro này. Khi các bạn có thể là hỗ trợ những chiếc loa này không có hỗ trợ mic hát karaoke thì chiếc mic này cũng có thể hỗ trợ hát karaoke với loa không có mic hát karaoke nhá. Và mic này cũng có thể là hỗ trợ để livestream này cũng như hỗ trợ để các bạn sử dụng với PC laptop cực kỳ ngon. So, ok, vừa rồi thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng chiếc micro MK F500TL. Với sản phẩm này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những sự lựa chọn về kết nối sử dụng khi có thể liên kết sử dụng với những chiếc loa không có hỗ trợ micro để hát karaoke thì sản phẩm này đều có thể hỗ trợ nha. Cùng với đó thì chúng ta có thể hỗ trợ livestream này, hỗ trợ sử dụng đập lập khi có thể là kết nối với PC laptop sử dụng cực kỳ ngon. Và chúng ta có hỗ trợ là tăng giảm tinh chỉnh echo cũng như âm mic ngay trên chiếc mic này. Với sản phẩm này thì cực kỳ là tuyệt vời để các bạn lựa chọn để có thể là giải trí âm thanh rất là hay. Đường link đặt mua sản phẩm thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video. Các bạn đừng quên nhấn like, subscribe, đăng ký kênh để được nhận những thông báo những video mới nhất từ bên mình. Xin chào và gặp lại các bạn ở những video tới. Xin chào.